hoan nghênh quý vị sử dụng trang tài liệu về nhập tịch và di dân của thư viện san francisco những tài liệu sau đây đã được dịch sang nhiều thứ tiếng chúng tôi đề nghị quý vị hãy lên mạng tìm hiểu thêm về nội dung hoặc hỏi nhân viên thư viện nếu cần sự giúp đỡ nguồn tài liệu của thư viện bao gồm thông tin về quá trình xin nhập tịch câu hỏi học thi nhập tịch bằng nhiều thứ tiếng trực tiếp tải xuống các mẫu đơn và sắp xếp lấy hẹn với sở di trú và công dân Hoa Kỳ, tức là USCIS, cũng như những thông tin để liên lạc với các tổ chức cộng đồng địa phương, tiện lợi cho quý vị khi cần sự giúp đỡ thêm trong quá trình xin trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng giới thiệu tới quý vị thông tin về các lớp học anh ngữ là ngôn ngữ thứ hai, tức là ESL các cơ quan địa phương có thể giúp đỡ quý vị học anh ngữ và trợ giúp về pháp lý. Hơn thế, trang mạng này cũng cung cấp tài liệu về những quyền lợi khi trở thành công dân Hoa Kỳ, những điều kiện cần thiết cho việc nhập tịch, quá trình xin nhập tịch cũng như những thông tin nhắc nhở quý vị có phải và khi nào thì cần đến sự trợ giúp về pháp lý. Chúng tôi giải đáp những thắc mắc thường gặp trong quá trình xin nhập tịch và cung cấp tài liệu để học thi tại các thư viện địa phương trong thành phố có sưu tập những tài liệu liên quan đến việc di dân và nhập tịch bao gồm các loại ấn phẩm và đĩa dvd quý vị chỉ cần có một thẻ thư viện miễn phí là có thể sử dụng những tài liệu này những thông tin này chỉ là những chỉ dẫn tổng quát để quý vị tham khảo nó không nhằm cung cấp tư vấn pháp lý cụ thể cho quý vị cảm ơn quý vị đã viếng trang mạng của chúng tôi nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì xin liên lạc với nhân viên thư viện kính chào quý vị